Năm Tân Sửu đã khép lại, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song ngành nông nghiệp Ninh Bình vẫn thể hiện rõ vai trò, vị thế là trụ đỡ của nền kinh tế thông qua việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, tạo sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định cho người dân nông thôn, góp phần quan trọng ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh. Những khu vườn kiểu mẫu, những mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, những con đường quê đầy hoa khoe sắc, điện sáng lung linh chính là thành quả hiện hữu, minh chứng cụ thể nhất. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình Bạn Nhà Nông đến thăm những mô hình tiêu biểu. Năm 2021 đã qua đi với những khó khăn mà người nông dân gặp phải, thiên tai, dịch bệnh, đại dịch Covid-19. Thế nhưng có những người nông dân đã biến những khó khăn đó thành cơ hội, biến thách thức trở thành động lực. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình Bạn Nhà Nông cũng cảm thấy rất vui bởi sức lan tỏa của chương trình đã góp phần mang đến những kinh nghiệm hay và những cách làm quý giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế nông nghiệp. Xuân đã đến rồi, hãy cùng gác lại những âu lo muộn phiền và cùng chúng tôi, những người thực hiện chương trình và các kỹ sư đến thăm và xông đất những mô hình đã khá thành công trong năm 2021 để cùng lắng nghe kinh nghiệm của họ vượt qua đại dịch như thế nào nhé. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng đi ạ. Màu của mùa xuân, của hy vọng. Và trong những ngày đầu xuân mới thì chúng ta sẽ cùng đi thăm mô hình sản xuất rau theo hướng hữu cơ của hợp tác xã Cánh Đồng Xanh. Em chào anh ạ. Năm mới thì chương trình Bạn Nhà Nông đến thăm cũng như là chúc sức khỏe gia đình anh. Chúc anh thì có một năm mới an khang thịnh vượng và đặc biệt là chúc hợp tác xã của mình ngày càng phát triển. Anh Tân ơi, ở đây thì diện tích rất là rộng ạ. Và dường như là bị mướt bởi một cái màu xanh. Ở đây thì diện tích của mình là bao nhiêu ạ anh? Của mình ở đây diện tích là được 22 ha. Em được biết là anh cũng đã đi rất là nhiều nơi để sản xuất nông nghiệp. Thế vậy thì tại sao anh lại lựa chọn mảnh đất xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình để dừng chân và phát triển cái mô hình của mình ạ? Là đất của Đồng Phong thì khá là bằng phẳng, cho nên là nó hạn chế tối đa cái logistics trong nông nghiệp. Thứ hai nữa là cái điều kiện về khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng, đặc biệt là nguồn nước thì ở Đồng Phong rất là dồi dào. Và cái thứ ba nữa là cái lực lượng công nhân là cũng rất là dễ huy động và bà con tham gia rất là hăng hái. Và ngoài ra thì có cái sự ủng hộ gần như tuyệt đối của chính quyền địa phương. Và bây giờ thì trân trọng mời các bạn là sang cái khu vực thu mua của mình. Giới thiệu anh chị, đây là cái khu đóng gói sơ chế của trang trại tôi để xuất cho các cái đầu mối thu mua. Anh Tân ơi, vậy thì hiện nay ở cái thời điểm này ạ, thì ở vườn của mình đang là có những cái loại nông sản nào ạ anh? Hiện nay thì vườn của tôi là đang có cà tím trái dài của Thái Lan, đậu cô ve dẹt của Thái Lan, dưa leo nếp và bí ăn non. Ví dụ như cái cà tím như này thì một ngày mình có thể thu hoạch được khoảng bao nhiêu ạ? Vì là các đơn vị thu mua là đặt hàng theo ngày, một ngày trung bình nó khoảng cỡ 1,5 tấn đến 1,5 tấn và diễn ra là ngày nào cũng như vậy. Quả là một cái số lượng không hề nhỏ đâu ạ. Đúng rồi. Vậy thì hiện nay các cái đơn vị đang là thu mua cái nông sản của mình là những cái đơn vị nào và cái thị trường thì có ổn định không ạ anh? Trang trại của mình thì chuyên sản xuất là các cái loại nông sản theo cái đơn đặt hàng. Thì có hệ thống siêu thị Bixi, có hệ thống siêu thị Copmark và ngoài ra thì có cái hệ thống các hệ thống nhà hàng và một số thương lái ở các cái chợ đầu mối, người ta đặt hàng mình và mình sản xuất theo yêu cầu của họ. Cũng rất là vui và rất là tình cờ là hôm nay thì trang trại của mình có đón là một đơn vị là chuyên xuất khẩu các cái loại rau củ quả sang thị trường của năm nước châu Âu. Và đây xin giới thiệu với lại quý vị, đây là đồng chí Trung Anh, là giám đốc của một công ty chuyên xuất khẩu các loại nông sản sang châu Âu và xuống muốn liên kết để đặt hàng. Xin chào anh Trung Anh và chúc mừng năm mới anh cũng như là đơn vị của mình ạ. Anh Trung Anh ơi, qua cái quá trình tìm hiểu cũng như là tham quan về cái mô hình sản xuất ở đây thì anh nhận xét như thế nào anh? Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm hữu cơ để xuất khẩu. Thì tôi có quen với cả anh Tân thông qua một vườn nông sản hữu cơ rất là nổi tiếng ở Hà Nội và họ có giới thiệu tôi với anh. Là một người rất là chắc và vững về chuyên môn. Nhìn về mặt hữu cơ như này là đạt tiêu chuẩn rất là cao và thậm chí là
nó còn hơn cả hàng Việt Gáp rất là nhiều. Chúng tôi cũng sẽ dự kiến là sẽ mang sản phẩm đi để kiểm định qua các cái phòng thí nghiệm để đánh giá cái chất lượng theo các hệ thống chỉ tiêu xuất khẩu, và đồng thời là chúng tôi cũng sẽ đưa cái sản phẩm này ra với thị trường châu Âu nếu như mà nó đạt yêu cầu. Vâng, xin được cảm ơn anh ạ, và hy vọng rằng là cái sự hợp tác trong cái đầu năm mới này thì sẽ mang lại những cái thành quả cho cả hai bên ạ. Thưa quý vị khán giả, kỳ vọng của người nông dân đó chính là tìm được nhà tiêu thụ, và các cái nhà tiêu thụ thì cũng tìm được cái nguồn hàng chất lượng và đảm bảo cho người tiêu dùng để khép kín cái chuỗi sản xuất. Đây cũng chính là cái hướng phát triển mà ngành nông nghiệp đang hướng tới. Tạm biệt mô hình nhà anh Tân, thì ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả cùng chúng tôi đến thăm một hộ gia đình khác. Vâng, ngoài trồng trọt thì trong lĩnh vực chăn nuôi cũng có nhiều người nông dân đã thành công. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những người nông dân đã thành công với mô hình nuôi thỏ. Em chào chị ạ. Rồi, nghe. Ôi, những cái con thỏ con này đáng yêu quá chị ạ. Nó được mấy ngày rồi ạ? Cái này nó được 10 ngày rồi. Chăm những cái con thỏ con này có khó lắm không ạ chị? Nói chung cũng vất vả lắm. Nên phải cho nó bú này, bắt nó vào cho mẹ nó bú này. Đấy. Rồi phải nâng niu, không ấy là mẹ nó lại dẫm lên chốc. Là nó sẽ chết. Đó. Đó. Cho bú khi nào no thì bắt ra. Đó. Cũng rất là tỉ mỉ và kỳ công đúng không ạ? Đúng chị rồi. Hai. Và dạ. Phải cẩn thận, rất là nhiều thời gian và kiên trì. Công việc này thì mất nó chiếm khoảng bao nhiêu thời gian trong cái công việc hàng ngày hả chị? Cái công việc này là công việc coi như là nó chiếm thời gian nhiều nhất. Vâng. Đấy. Tại vì là cho thỏ bú coi như là bắt lên từng con một như này, cho nó bú từng con một. Vâng. Có lẽ rằng là chương trình Bản Nhà Nông là những người mà xông đất ở cái mô hình mình đầu tiên trong năm nay đúng không ạ chị? Dạ đúng rồi. Vâng. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì chúng em xin chúc chị ngày càng thành công và phát triển hơn cái đàn thỏ nuôi ở gia đình mình ạ. Vâng, và có một năm chăn nuôi thắng lợi chị nhé. Dạ vâng. Cảm ơn ạ. Vâng. Không biết là những cái ngày đầu xuân này thì ngày Tết của chị bắt đầu từ khi nào ạ? Ngày nào thì cũng như thế thôi, cứ đầu xuân hay là những ngày thường cũng vậy, là cứ sáng sớm ra là bắt đầu là đầu tiên là dọn dẹp, quét dọn và chuẩn bị cho nó ăn. Cho ăn xong rồi bắt đầu là cho uống nước, là quét dọn lau chùi thôi, và kiểm tra xem con thỏ xem nó có con nào nó được khỏe mạnh không. Vâng. Chị Mai ơi, trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng em có mời đến một vị khách mời, không biết là chị có nhận ra vị khách mời này không ạ? Tôi vẫn nhận ra, tại vì anh là người có thường xuyên đến đây đồng hành cùng với nhà nông và trang trại của tôi. Vâng, đó chính là kỹ sư Trần Văn Luận. Cảm ơn anh Luận vì trong thời gian qua thật sự là với cái sự kiên nhẫn và với những cái kiến thức cũng như là những cái chia sẻ của anh thì đã giúp cho chị Mai và rất nhiều những cái hộ gia đình khác đã phát triển cái mô hình của mình, đặc biệt là mô hình nuôi thỏ. Hiện nay thì cái đàn thỏ của mình thì đang có bao nhiêu con hả chị? Coi như tất cả khoảng hơn 2.000 con. Vâng, 2.000 con quả thực là một cái quy mô không hề nhỏ đúng không ạ? Vậy thì không biết là cái thị trường đầu ra thì hiện nay của gia đình mình như thế nào chị Mai ơi? Như lúc đầu thì mới làm thì là còn bán lẻ ngoài. Thế sau này nó có quy mô rồi thì nó vào của công ty rồi, công ty thu mua hàng thường xuyên. Mỗi một tháng là công ty bắt cho được 3 lần. Thì mỗi một lần bắt thì cũng khoảng hơn 100 con. 200 con, thế nhưng mà đợt này thì là thỏ coi như công ty bắt thường xuyên thì thử ra không kịp cho thỏ lớn, cho nên là không đủ để cung ứng cho thị trường. Anh Luận ơi, không biết là cái cảm xúc hiện tại bây giờ của anh như thế nào khi mà được chứng kiến cái thành quả của mình đã đồng hành cùng với nhà nông và đang mang đến cho nhà nông những cái hiệu quả nhất định thưa anh? Khi mà đến thăm lại trang trại của chị Mai thì tôi thấy rất là vui, vì thấy là cái sự phát triển của trang trại là trên cả cái mong đợi của tôi. Từ khi mà trang trại khởi nghiệp ấy thì cái quy mô nó chỉ là khoảng 1/3 so với cái diện tích chủ trại thôi. Nhưng mà đến bây giờ là thấy là quy mô đã lấp đầy cả cái diện tích trang trại rồi, và từ cái quy mô có khoảng độ 200-300 con bây giờ đã lên đến hàng 2-3.000 con. Và đặc biệt là cái hướng phát triển gia đình rất bền vững, là khi mà gia đình chăn nuôi mà đã liên kết được với các đầu mối thu mua, đã có công ty về thu mua và đem lại cái thu nhập rất là tốt cho gia đình, tư vấn được cho hộ dân thì đấy tôi rất là tuyệt vời và tôi rất là vui. Mà có lẽ rằng là cũng là cái món quà tinh thần lớn nhất trong đầu xuân 2022 đúng không thưa kỹ sư? Vâng, vậy thì cái dự định trong năm mới 2022 của gia đình mình thì như thế nào ạ chị? Dự định trong năm 2022 thì gia đình cũng đang cố gắng
làm sao để cho cái trang trại của nó phát triển thêm và cũng đang tính quy mô mở rộng thêm tí nữa. Để có thể là có thể để đáp ứng được cái nhu cầu cho công ty, xuất thảo cho công ty. Vâng, thay mặt những người thực hiện chương trình thì chúng em xin chúc cái dự định của gia đình mình trong năm mới này sẽ thành hiện thực. Chúc chương trình ngày càng phát triển và có nhiều cái chương mục và những cái sự đóng góp cho chúng tôi, cho nhà nông chúng tôi được đảm bảo và yên tâm trong cái sản xuất chăn nuôi. Cuối cùng thì chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng đến thăm một hộ gia đình đã khá thành công với mô hình nuôi bò lai xin ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn. Ê. Xin chào bác ạ. Vâng, chào anh, các anh, các chị. Vâng, đây chính là hộ gia đình bác Lê Văn Tấn ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, người mà đã khá thành công với mô hình nuôi bò lai xin như chúng tôi vừa giới thiệu. Đầu năm năm mới thì ekip thực hiện chương trình Bạn Nhà Nông đến thăm và chúc sức khỏe của gia đình bác ạ. Xin chúc gia đình bác có một năm mới an khang thịnh vượng và đặc biệt là chúc bác sẽ ngày càng thành công hơn nữa với những mô hình nông nghiệp mà mình đã lựa chọn, đặc biệt là phát triển mô hình nuôi bò lai xin tại tỉnh Ninh Bình ạ. Dạ bác Tấn ơi, vậy thì hiện nay gia đình nhà mình thì cái quy mô đàn bò thì đang như thế nào hả bác? Hiện tại bây giờ là tôi 4 con mẹ đẻ sinh sản và một con bò được khuyến nông, là khuyến nông từ khi khuyến nông của tỉnh là được hỗ trợ giống vốn cho chúng tôi, là chúng tôi bây giờ là từ năm 2004 là tôi cứ vẫn tiếp tục của bò khuyến nông đến năm nay là 2022 là vẫn còn tham gia cái chuyên khuyến nông của tỉnh. Như vậy là bác đã có gần 20 năm gắn bó với lại cái mô hình nuôi bò lai xin này rồi đúng không ạ? Vậy trong suốt 20 năm thì bác có thể chia sẻ giúp ekip của chương trình bác đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của cái mô hình này ạ? Tôi thấy cái bò lai xin của nó là giống cải tạo của nó là được. Đấy là cho năng suất của chúng tôi là đạt hiệu quả hơn giống bò cỏ địa phương ngày xưa. Nên là tôi vẫn cứ theo đuổi. Ấy lai tạo sang bò ta là ưu điểm của nó nâng cao sản xuất hơn, mà cái chất lượng của nó, một là màu sắc và vóc dáng và cả thịt nó vẫn được hơn các loại bò cỏ địa phương ngày xưa. Vâng, thưa quý vị khán giả, không chỉ có mình bác Tấn đã thành công với mô hình nuôi bò lai xin mà trên địa bàn tỉnh thì có rất nhiều người nông dân cùng với sự năng động sáng tạo thì đã thành công với mô hình này. Và để có sự thành công này thì có sự góp phần không nhỏ của những cán bộ khuyến nông vẫn đang hàng ngày tư vấn những cái kỹ thuật cho người nông dân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với kỹ sư Nguyễn Thị Dịu, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh. Xin chào kỹ sư ạ. Thưa kỹ sư, để người nông dân có thể phát triển cái kinh tế với cái mô hình nuôi bò lai xin thì trong những cái năm qua, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã có những cái hoạt động hỗ trợ và tư vấn như thế nào cho người nông dân ạ? Thì là một trong những đơn vị tiếp nhận và chuyển giao những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, thì trong thời gian qua thì Trung tâm Khuyến Nông cũng đã hỗ trợ và phối hợp với các địa phương để chuyển giao những cái tiến bộ trong cái mô hình chăn nuôi, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ là cải tạo cái đàn bò. Thì trong cái giai đoạn trước đây thì chúng tôi cũng đã tập trung vào để cải tạo, là nâng cao cái tầm vóc cho cái đàn bò ở địa phương. Thế thì trong cái một cái quá trình trong thời gian dài thì đến thời điểm hiện nay thì về cơ bản là trên 80% cái tầm vóc đàn bò trên địa bàn tỉnh đã được cải tạo. Và thời gian gần đây thì để tập trung vào nâng cao hiệu quả kinh tế thì chúng tôi có đưa một số những cái bò giống mới nữa, như là bò lai xin, bò 3B, bò cô bê vào để nâng cao cái chất lượng thịt, để nâng cao cái hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Vâng, rõ ràng là cùng với sự năng động sáng tạo của người nông dân thì sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của các cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là Trung tâm Khuyến Nông thì đã góp phần giúp cho người nông dân phát triển kinh tế với những cái mô hình nông nghiệp. Một lần nữa thì xin được cảm ơn kỹ sư đã tham gia chương trình. Và chúng tôi hy vọng rằng trong năm mới này thì các kỹ sư sẽ cùng với chương trình Bạn Nhà Nông đưa đến cho người nông dân những mô hình hay, những cách làm sáng tạo để cùng với ngành nông nghiệp Ninh Bình phát triển hơn nữa. Thưa quý vị khán giả, một mùa xuân mới lại về mang theo bao ước vọng của bao người. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình Bạn Nhà Nông, chỉ mong muốn rằng trong năm mới này, những người nông dân sẽ ngày càng thành công hơn nữa với mô hình của mình, sẽ có một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Chương trình Bạn Nhà Nông đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng năm mới!